Có rất nhiều nguyên nhân mà có thể gây ra ung thư vú. Ví dụ như là một cái rối loạn nội tiết kéo dài. Những phụ nữ ở cái tuổi mà sau 40 đối với người Việt Nam thì chúng ta nên tầm soát để nhằm phát hiện sớm ung thư vú. Chúng ta chưa hỏi hoàn toàn ung thư vú nếu như phát hiện sớm. Một số trường hợp thì phát hiện muộn hơn thì chúng ta cũng có rất nhiều các phương tiện, cũng phương pháp để chúng ta can thiệp. Có rất nhiều cái phương pháp để chúng ta phối hợp tạo thành tuyến vú mà còn đẹp hơn là cái tuyến vú ban đầu. Trang bị những kiến thức về phòng tránh và điều trị ung thư vú tại Talk Show Khỏe Để Sống Vui phát sóng vào lúc 18:30 Chủ nhật ngày 11 tháng 12 trên kênh Style TV VTVK12. Mời quý vị đón xem.